Bạn, hôm nay mình xin tập hợp và review chiếc tai nghe Bluedio i6. Đây là mẫu tai nghe Bluetooth Stereo, có thể nghe bằng hai tai. Thiết kế là một cục Bluetooth và lỗ sắt 3.5. Ta có thể cắm bất kỳ tai nghe nào để nghe hoặc thực hiện cuộc gọi. À, trong hộp thì có tặng kèm. Trong hộp có tặng kèm một cáp micro USB. Đây, cáp micro USB. Sau hướng dẫn sử dụng đủ thứ tiếng. Và một tai nghe tặng kèm, tai nghe in-ear. Chất lượng khá tốt. Dây dẹp chống rối. Và sắt 3.5, có thể cắm vào đây. Có thể dùng bất kỳ tai nghe nào có sắt 3.5 để cắm vào. À, sau đây mình xin kết nối thử. À, tai nghe Bluetooth này tích hợp màn hình OLED, có khả năng hiển thị thời lượng pin, số người gọi và bài hát. À, sau đây mình xin kết nối với chiếc iPhone 3GS. À, tai nghe có support được cho các dòng máy Android và iOS. À, xin nó đang kết nối. Như bạn thấy, nó có hiển thị thời lượng pin và mức âm lượng tăng giảm. Mức âm lượng ở đây, nút âm lượng ở đây kim luôn nút tua và quay lại bài hát. Nút nguồn thì kim nút trả lời cuộc gọi. Đây mình sẽ thực hiện một cuộc gọi gọi vào. Đó, như các bạn thấy, khi mà có cuộc gọi thì màn hình OLED của tai nghe sẽ hiển thị số người gọi. Chứ các bạn có thể biết ai ai đang gọi cuộc gọi này, những này để trả lời, những lần nữa để từ chối. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái video.